Xin chào các bạn, hôm nay tiếp tục với chủ đề là Yamaha MT-15 ha. Thì các bạn nếu yêu thích chiếc Yamaha MT-15 này, hãy đăng ký kênh của mình để xem thêm nhiều video về các chủ đề Yamaha MT-15 ha. Còn hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn về cái cảm giác lái khi mà mình đi tour liên tục 300 km, chạy từ Đà Lạt về Sài Gòn. Thì chiếc Yamaha MT-15 này nó có những cái ưu điểm gì và những cái nhược điểm gì, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn. Nếu các bạn yêu thích Yamaha MT-15 thì hãy đăng ký kênh của mình để mình có những cái chủ đề gì hay mình sẽ làm video chia sẻ cho các bạn. Thì hôm nay mình chiếc xe của mình đã chạy được 5.000 km rồi, và hôm nay mình đi từ Đà Lạt về Sài Gòn. Thì mình chở hai người, mình nặng 70 kg và bạn mình là nặng 50 kg. Mình cột thêm khoảng 10 kg hành lý phía sau cái ba ga nữa, thì tổng trọng lượng là khoảng 130 kg. Thì mình sẽ đánh giá cho bạn về tổng quan luôn. Thứ nhất là về tư thế ngồi, thứ hai là về động cơ, thứ ba là hộp số, thứ tư là hệ thống phanh, thứ năm là hệ thống phuộc, thứ sáu là lốp xe, và thứ bảy là mức tiêu thụ nhiên liệu. Đầu tiên là ở tư thế ngồi, thì cái tư thế ngồi của Yamaha MT-15 là một chiếc nấc kịch bay, cho nên là mình ngồi nó rất là thoải mái luôn, nó không có bị chồm về phía trước nhiều. Thứ hai là về cái cảm giác tê tay, thì hồi trước mình mới mua chiếc Yamaha MT-15 này về thì nó có, khi mà mình chạy liên tục thì nó có phần là nó tê tay phía bên phải. Nhưng mà khi chạy đến bây giờ là hơn 5.000 km rồi thì máy móc nó có phần nó ngọt hơn, thì nó không có cái cảm giác là bị rung nhiều, nó không có bị tê tay nhiều bên phải nữa. Mà mình chạy liên tục một tour 300 km thì nó chỉ hơi tê 1-2 lần thôi, chung không có tê nhiều. Về thứ ba là phần in của chiếc Yamaha MT-15 này, ở cái phần in phía sau thì nó rất là mỏng luôn, cho nên là mình đã mua thêm cái in, cái nệm in để mình lót thêm cho bạn ngồi phía sau nó êm hơn. Còn ở đằng trước thì mình chạy liên tục 300 km thì mình thấy cái yên phía trước này tạm chấp nhận được, nó không có quá cứng. Thì cái phần yên này mình đã có một cái video mình chia sẻ các bạn rồi, thì mình sẽ để đường link bên dưới, bạn nào thích thì hãy vô đường link bên dưới xem thêm. Thứ tư là về cái phần khí, tính khí động học, thì đây là một chiếc naked bike cho nên là mình có gió bao nhiêu nó tạt vào người mình hết. Thì nếu mà các bạn chạy liên tục 300 km với cái giải tốc độ 80-100 á, thì nó có phần là hơi mệt, gió tạt mọi người mình nó làm cho mình hơi mệt. Thì sắp tới mình sẽ gắn thêm cái kính chắn gió cho chiếc Yamaha MT-15 này để xem nó có ổn hơn hay không, nó có đỡ mệt hơn hay không. Thì các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của mình, đăng ký kênh của mình để xem cái video mà mình lắp thêm kính chắn gió trên chiếc Yamaha MT-15 này, và mình sẽ thử nghiệm mình đi tour luôn coi nó có ok hơn hay không. Thứ hai là về phần động cơ. Thì phần động cơ của chiếc Yamaha MT-15 này là động cơ 155 phân khối, sản sinh công suất tối đa là 19,3 mã lực, và kết hợp với lại công nghệ là van viễn thiên VVA và hộp số nồi chống trượt Super Clutch. Thì cái giải vận tốc mà mình chạy chủ yếu từ 80-100, mà mình thường chạy từ 90-100 nhiều. Thì ở cái giải vận tốc này, cái cục động cơ này với cái tải trọng là 130 kg, thì mình thấy cái phần động cơ nó đáp ứng cho mình cái giải vận tốc này rất là ok luôn. Các bạn cứ chạy ổn định 90-100, cứ duy trì liên tục như vậy thì cái phần cục máy này nó làm rất là ok, nó không cho mình cái cảm giác là nó mệt nhiều, mà mình chạy nó rất là thoải mái luôn. Chứ nếu mà mình cứ chạy lên hết ga hết số lên 120-130 rồi bắt đầu là đường nó không đẹp, mà mình lại thắng lại cứ lên xuống như vậy tương đối là mệt. Mình cứ cố gắng mình duy trì cái giải vận tốc 80-100 thì cái trong giải vận tốc này cục máy nó đáp ứng cho mình rất là tốt luôn, chạy rất là khỏe. Thứ hai là về phần van biến thiên VVA. Van biến thiên VVA thì nó cải thiện cái nút ga hậu rất là nhiều nha các bạn. Và mình cảm nhận rõ rệt nhất là khi các bạn ở ranh giới vòng tua 7.000 á. Dưới 7.000 thì van biến thiên không mở, trên 7.000 thì van biến thiên nó mở. Thì ở cái ranh giới này mình cảm nhận rất là rõ là cái lượng xăng nó phun vào nhiều hơn, nó cho cái máy nó lực kéo tốt hơn và cái độ vọt nó tốt hơn rất là nhiều khi mà nó mở van biến thiên này. Thì cái van biến thiên này mình thấy nó rất là ok, chạy đề ba thì nó nhẹ máy, mà lên tua cao thì nó vẫn đáp ứng cho mình được cái lực kéo tốt. Và về cái phần hộp số ship, xin lỗi các bạn, về cái phần nồi chống trượt Super Clutch á, thì mình chưa cảm nhận được vì mình chưa có cái pha nào mà mình dồn số mà đến mức mà nó phải trượt bánh sau mà cái nồi này nó hoạt động, thì mình chưa cảm nhận được cái phần này. Còn về thứ ba là hộp số. Hộp số trên chiếc Yamaha MT-15 là hộp số 6 cấp. Thì cái số 1, số 2, số 3 của chiếc Yamaha MT-15 này cực kỳ khỏe luôn. Mình đã leo đèo Bảo Lộc, đèo Brent
Mặc dù cái trọng tài của mình là 130kg, nhưng mà cái hộp số 1, số 2, số 3 này nó vẫn đáp ứng cho mình là những cái pha vượt trên đèo hay là leo đèo nó rất là tốt. Mình đã có những video mình để phía dưới về cái phần Yamaha MT15 leo đèo cũng như là đổ đèo trên chiếc Yamaha MT15 này, các bạn có thể bấm vào để xem nha. Còn về số 4 của chiếc Yamaha MT15 này, nó đáp ứng cho mình rất là tốt với những đoạn đường mà nó hơi dốc và nó dài. Các bạn nếu đi mà đi Đà Lạt, Sài Gòn, Sài Gòn, Đà Lạt á, thì các bạn biết là có những cái con dốc mà nó dài, nó hơi dốc, thì cái phần số 4 này đáp ứng cực kỳ tốt luôn. Ở cái vận tốc là số 4 của vận tốc của số 4 là nó từ dao động từ khoảng mình chạy thì nó dao động từ khoảng 70 cho đến 90, tức là ở cái dài vận tốc 70 cho đến 90 thì cái số 4 này nó đáp ứng rất là tốt về cái phần lực kéo, tức là mình vẫn duy trì được cái tốc độ cao nhưng mà nó vẫn đáp ứng cho mình được cái lực kéo tốt nhất để mình vượt qua những cái con dốc dài đó. Còn về phần số 5, số 6 thì cái phần số 5 là mình nghĩ là chạy nó tương đối là nhiều nhất, nó nhiều hơn cả số 6, bởi vì khi số 6 mình rất là ít khi mà mình đá qua số 6. Nếu cái vòng tua máy dưới 7000, mình chỉ đá qua số 6 khi mà cái vòng tua nó trên 7000 thôi, bởi vì cái số 6 trên chiếc Yamaha MT15 này nó tương đối là yếu, mà mình phải đợi nó qua cái vòng tua máy 7000 để nó kích hoạt cái van biến thiên VV, nó bồi bổ thêm xăng và cái lực kéo cũng như cái độ vọt. Thì khi mình đá qua số 6 ở cái vòng tua trên 7000 thì nó chạy nó ok hơn. Đó là về phần cảm nhận hộp số trên chiếc Yamaha MT15. Còn về hệ thống phanh trên chiếc Yamaha MT15 là cái điểm mình chưa hài lòng. Ở phanh trước á, thì nếu mà các bạn bóp bình thường 2 ngón á, thì nó không có đủ lực đâu, mà mình bóp phanh phải bóp từ 3 đến 4 ngón. Mà mình quen trước giờ mình chạy xe mình bóp có 2 ngón thôi. Còn bây giờ lên MT15 mình bóp phải 3 đến 4 ngón thì mình mới đủ cái lực phanh để mình ghì cái xe lại. Thì nếu mà các bạn nào mà biết độ xe, các bạn độ lại cái tay phanh này thì nó sẽ cho cái lực dầu, cái lực bơm dầu nó tốt hơn, thì sẽ bóp phanh nó nhẹ nhàng hơn. Còn cái phanh trước của Yamaha MT15 thì mình thấy nó hơi nặng. Đó là về phanh trước. Còn phanh sau cũng là một cái điểm tương đối là mình chưa ưng. Phanh sau mà nếu mà mình đạp một cách bình thường á, thì nó không có đủ lực để nó ghì cái xe lại. Nhưng mà nếu mà mình đạp hơi mạnh một xíu thì cái phanh sau nó làm cho cái khóa bánh sau luôn, bánh sau sẽ bị trượt luôn. Mặc dù là mình chở hai người, nhưng mà lâu lâu có những pha phanh gấp thì mình cảm nhận được cái bánh xe sau là nó trượt luôn. Thì đó là về cái phần phanh, nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái hệ thống lốp xe nữa. Thì cái phần lốp xe sau á, thì mình thấy nó rất là tệ luôn. Phanh đã nó không được ok rồi, mà cái lốp sau nữa nó lại bị trơn nữa. Thì khi mà mình đạp phanh mạnh, nó mặc dù chở hai người thì cái phần lốp sau nó bị trượt luôn. Thì cái phần lốp sau này cũng là một cái điểm mà mình chưa ưng trên chiếc Yamaha MT15 này. Mình sẽ về mình thay lại cái lốp sau để cho cái độ bám đường nó tốt hơn. Thì kết hợp với cái hệ thống phanh nó ăn thì nó sẽ cho mình cái cảm giác đi xe tốt hơn. Còn về cái lốp trước của Yamaha MT15 thì mình thấy là ok, chấp nhận được, nó rất là bám được. Khi mà mình bóp thẳng thì cái lực ghì của bánh trước nó cho mình cảm giác rất là yên tâm, nó không có bị trượt. Còn về thứ 6 đó là về hệ thống phuộc giảm sóc. Thì cái phần phuộc này là cũng là một cái điểm mà mình chưa hài lòng. Nếu như mình đi một mình và mình đi trong phố nhiều thì cái phần phuộc của Yamaha MT15 này tương đối là cứng. Thì trước giờ mình chạy trong thành phố thì cái phần phuộc của Yamaha MT15 nó làm cho mình chưa hài lòng. Nhưng nếu các bạn đi tour, các bạn chở hai người và các bạn đi một đoạn đường dài thì cái phần phuộc của Yamaha MT15 này nó đáp ứng cho mình rất là tốt. Khi các bạn đi tour trong một quãng đường dài, cái phần phuộc nó cứng thì nó cho mình cái cảm giác là rất là đầm, và cho mình cái cảm giác rất là tự tin khi mình ôm cua hay là khi mình phanh, thì nó cho mình cái cảm giác xe rất là đầm chắc, nó không có bị bồng bềnh, nó không có bị lỏng lẻo. Còn nếu các bạn đi một mình đi trong thành phố thì cái phần phuộc này nó rất là cứng luôn. Đó về hệ thống phuộc xe. Còn về hệ thống cuối cùng đó là về mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc Yamaha MT15 này. Đối với chiếc Yamaha MT15 này, nếu các bạn đi một mình và các bạn đi ở cái vận tốc là dưới 80 km/h thì cái mức tiêu thụ của nó rất là tốt, nó khoảng 1,7 lít cho 100 km, tức là khoảng 60 km cho 1 lít xăng. Thì các bạn đánh giá về cái dài vận tốc là mình chạy một mình và dưới 80 km/h, mình sẽ để đường link ở bên dưới cho các bạn xem, mình đã làm một cái video chia sẻ các bạn rồi.
Còn hôm nay nếu mà mình đi tour mà mình đi với cái vận tốc cao là khoảng 90 đến 100, và mình chở hai người trọng tải nó khoảng 130 km, thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu mình nhận được là khoảng 42,2 km cho 1 lít xăng. Thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu như vậy là chấp nhận được cho một chiếc Yamaha MT-15 155 phân khối. Nó cũng không quá cao, cũng không quá thấp. Thì mình chạy từ Đà Lạt về Sài Gòn thì khoảng 300 km, và mình chỉ cần đổ đầy một bình xăng duy nhất thì mình chạy về đến Sài Gòn thì nó vẫn còn khoảng một vạch. Thì một vạch này nếu mà chạy cho đến khi mà nó kiệt luôn, chắc chạy cả 100 cây nó không hết. Thì mức tiêu thụ của con Yamaha MT-15 này và cái bình xăng dung tích lớn lên tới 11 lít, thì mình rất là ưng về cái phần mức tiêu thụ và bình xăng của con Yamaha MT-15 này. Còn nếu mà các bạn đi mà đi một mình, đi vận tốc bình thường thì nó rất là tiết kiệm luôn. Nó là van biến thiên VVA mà dưới không mở van biến thiên VVA thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Rồi vậy là xong, mình đã chia sẻ tổng quan về cái cảm giác lái của con Yamaha MT-15 này khi mà mình đi tour. Có những cái ưu điểm mình thích và cũng có những cái nhược điểm mà mình cảm thấy chưa hài lòng. Thì các bạn hãy chia sẻ mình về cái quan điểm của các bạn về chiếc Yamaha MT-15 này khi mà đi tour. Các bạn hãy comment ở bên dưới cho mình biết. Và các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của mình để đón xem nhiều video về các chủ đề Yamaha MT-15. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.